Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ vào sóc đĩa ha anh em. Ok, đây là trò của kiếm tiền online cũng khá là đơn giản anh em à. Đó, thì anh em mình có thể là thứ nhất là mình chơi for free này. For free nó sẽ có một vài cái sự kiện ở đây như là vòng quay. Đấy, vòng quay nha. Ở đây là sự kiện nè anh em, điểm danh hàng ngày rồi xu chia sẻ nữa nè. Đó, cây tiền nữa. Rồi, cũng nhiều thứ anh em. Rồi hôm nay thì hướng dẫn anh em cái cách mình bắt cầu rào. Ok, cầu rào thì nó khá là đơn giản rồi anh em. Rồi anh em cứ chờ mình từ từ nha, chờ hết cái cầu này cái đã để mình soi cầu nó ra cái gì anh em. Tiếp theo là nó ra cái gì. Rồi ok, mình sẽ đơm chặn 2m. Thường thường á, anh em mình chơi á, thì mình nhớ nha. Mình đơm cầu rào thì chặn lúc nào nó cũng phải nhiều hơn là lẻ. Đó. Thì nếu mà xu mà nó vào cái tỷ lệ á anh em à. Cái tỷ lệ thôi nha. Nếu mà xu mà mình vào ba đỏ là toang. Nhưng mà cũng hiếm lắm anh em ơi. Cây này khả năng là nó đi về ba trắng rồi. Nhưng mà sợ nó sẽ đi về cái chẵn đồng. Cho nên là mình vẫn phải đơm chẵn. Rồi, vô ba đỏ luôn, ngon. Mới đầu vô là ngon lành. Gãy. Không sao anh em, cứ từ từ. Rồi. Tôm lại, ngồi cây này cái anh em. Ngồi cây này không gãy đâu nha anh em, nó sẽ không về ba đỏ nữa đâu. Hôm nay mình để ý cũng khá là nhiều. Đấy. Mấy cầu này thì nó về, nó ít khi nào nó về cặp lắm anh em. Rồi, lụm. Gỡ lại một cái chứ. Vẫn còn lỗ nha anh em, nó trừ của mình này. Hồi nãy là mình vẫn có, nói chung là cái này là mình về là mình về vốn nè, nhưng mà nó trừ cho nên là mình bị lỗ lỗ 200 cá anh em. Rồi cây này nếu mà để ngon mình đơm thử 2m vô cái ba trắng này coi anh em. Thường thường anh em mình đơm là đơm cầu một tay thôi, mình phải đơm hai cây để hầu nó về hay không cái đã. Thì cây này mình chắc là nó sẽ về là ba trắng này, cho nên là mình đơm luôn 2m, mình sẽ không chia ra mình đơm lẻ nữa, ủa đơm chẵn nữa ha anh em. Thì cái này cầu rào nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Thì ưu điểm của nó là khi mà anh em mình đơm á, rồi để mình đơm cầu này cái đã, rồi về ba đỏ một cái đi. Rồi ưu điểm của nó là khi mà anh em mình đơm chẵn hoặc là đơm lẻ mình vẫn lụm được, nhưng mà nếu mà xu mà nó về mà cái lẻ mà mình không đơm là mình sẽ bị lỗ ha anh em. Đó. Nhược điểm của nó là vậy thôi, còn ưu điểm của nó thì anh em biết rồi, nếu mà nó về lẻ mà về đúng màu mình bắt thì ngon. Đó. Cầu này thì ít khi nào mà nó về cặp lắm anh em. Thường thường mình để ý là cái này này. Ê, anh em để ý nha, cái lẻ đó. Đây nó về ba trắng này, ba trắng nó chỉ về cặp thôi ha. Còn còn lại thì nó chẻ từ từ anh em, nó chẻ từ từ thôi. Đó. Cho nên là anh em mình cứ đơm tí nữa mình bỏ, đơm tí nữa mình bỏ. Cây này hên quá. Sợ cây này mình toang anh em, mình mà đơm nữa mình đơm ba trắng rồi. Cũng tùy cầu ha anh em, nhưng mà nó hiếm khi nào mà nó về cặp hoặc là về ba. Đấy, thì mình cứ đơm sương sương thôi. Anh em mình có lãi rồi thì bây giờ mình đơm một 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 tay, đơm một cầu cũng được. Một tay hai tay gì cũng thành vấn đề, quan trọng là anh em mình biết cách bắt cầu hay không. Còn nếu mà không biết á thì cứ 1k 5k anh em mình vô ngồi đơm. Một hai hôm á thì anh em mình sẽ có biết được cái cách để mình đơm cầu nó ra như thế nào. Anh em mình nói chung là bây giờ cái trò này mà kêu mà cầm tay chỉ thật sự ra thì cũng không biết để mà chơi. Đấy, nó ngộ vậy đó anh em. Anh em phải chơi tầm khoảng 1 2 hôm thì mình mới có được cái gọi là cái khả năng để mà mình phán cầu. Và sau đó thì anh em mình tham khảo một vài cái video thì nói chung là cũng khá là nhiều, mình thấy cũng khá là nhiều bạn làm video hướng dẫn này kia các thứ, nhưng mà thực sự ra thì mình cũng không tiện để nói nhiều anh em. Rồi thì anh em mình cứ chơi thôi, bằng thực lực thì nó ngon hơn là bằng cái gọi là này kia kia nọ. Rồi cầu này về ba trắng ha, ba trắng anh em mình để ý ở đây này, anh em mình cứ để ý kênh của mình luôn, lúc nào cũng luôn là thực tế cho anh em hết. Đây cầu này mình phân tích từ giữa đi lên cho nó dễ hơn chút xíu đó. Rồi tới đây thì nó đã chẻ rồi, nó chẻ nhiều, tới đây nó đi bệt xong nó đi lại cây hai, nó không được vào bệt hai thì sẽ không tính vào bệt nha anh em. Tới đây nó bắt đầu nó chẻ nữa rồi thì ở đây mình tiếp tục mình đi chẻ nha anh em. Đi chẻ thì nó hợp
hợp lý hơn ha. Có thể là cầu này mình mọc là mình đi cầu rào, đi lại rào, và hai là mình đi lại là ba đỏ. Có thể là chốt lên chút xíu nữa cũng được. Mình cứ xương xương lai rai được rồi anh em. Tí nữa mà nếu mà xu mà nó gãy một cầu thôi là mình nghỉ. Đó, cầu này anh em chốt được rồi đó anh em, gãy rồi. Cầu này mà về á thì cái khả năng mà nó về chẳng đồng rất là cao, còn để mà nó đi về ba trắng á là cái tỷ lệ nó sẽ rất là thấp anh em, rất là thấp ha. Ok, để cầu này ngon thì mình sẽ đơm lại cho anh em xem. Đơm luôn. Cầu này mà nó về ba trắng nữa thì thôi chịu nha anh em, số quá đen rồi. Rồi, ok, về nha anh em. Hấp lại cầu này, gỡ lại thôi chứ lãi thì không có nhiều. Rồi đó, ngon lành rồi đó, anh em thấy không? Bây giờ muốn đi thì mình sẽ đi cặp đỏ, mình sẽ không đi trắng ha. Hoặc là mình sẽ đơm chặn đồng, bây giờ không biết nó về là ba đỏ hay là gì đây. Thôi đơm chặn đồng đi anh em, còn nó về ba đỏ thì chịu. Trời ơi, hết nước chấm luôn anh em. Rồi, mình lãi được 10 mờ vậy coi như là đã ngon rồi. Anh em mình không biết chơi á, mới vô á, thì mình cứ đơm 1k, 5k thôi. Mình đơm nhẹ nhẹ thôi. Ở đây nó có mức thấp nhất nè anh em. Đó. Sao mà nước kia mình vẽ đâu vậy trời. Đây. Đó, nó có mấy cái mức này thì anh em mình cứ ở cái mức nhỏ nhỏ thôi. Chịu khó tham khảo một vài hôm rồi sau đó là mình sẽ có khả năng mình phán đoán cầu, và anh em mình có dư tí thời gian á thì mình tham khảo một số cái video của các bạn khác để mình có thể là mình tiếp thu được thêm cái gọi là cái kinh nghiệm anh em, tại vì nó cũng đa dạng lắm. Thật sự mà nói với anh em thì nhiều cách chơi, và theo mình thấy thì cái cách mình chơi cầu rào này nó khá là êm, nhưng mà cái nhược điểm của nó thì nó cũng như nhau thôi anh em. Thật sự luôn ha. Thì nếu mà hơn á thì mình có thể là đơm một tay, hoặc là nếu mà anh em mình kiểu dạng như là mình biết chơi, mình đơm một tay thì nó ngon. Còn nếu mà không biết chơi, hoặc là anh em mình sợ, ví dụ như mình đơm lẻ mà nó ra chẳng, đơm chẳng nó ra lẻ, thì cái cách mà cầu rào này thì có thể là sẽ giúp được anh em cái cách mình cải thiện được chút xíu. Còn nếu mà su su mà vô tầm 2 cây mà mình gãi mà nó không ra thì thôi cũng khá là đuối. Đấy. Cái này thì nó cũng đòi hỏi một tí gọi là kinh nghiệm ha anh em. Thì anh em mình cứ chịu khó mình đơm thôi. Vài hôm là mình có kinh nghiệm mình chơi nó lãi lay rai rồi. Đầu vào thì đừng có ham quá anh em. Mình cứ lay rai thôi. Nào mình chắc rồi mình lụm thôi. Cũng cái này cũng cần thời gian nữa anh em. Chứ không phải là mới vô là mình lụm, mới vô là lụm đâu. Hoặc là anh em thấy những video khác mà nó quá ảo đi. Với lại nó lãi to quá. Thì thật sự là anh em cứ nghĩ đơn giản thôi, lãi chút xíu mình đã nghĩ rồi, đến đâu ra mà lãi nhiều anh em. Rồi ok, thì video của mình kết thúc tại đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Anh em cần gì cứ vào phần mô tả hoặc là phần bình luận mình có ghim ha anh em. Đó.